Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm ngày 22 tháng 11, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam có mưa vài nơi, sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất phía Bắc từ 26 đến 29 độ C, phía Nam từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Riêng miền Tây có nơi dưới 30 độ C. Trên biển ngày và đêm nay, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp 6 đến 7. Ngày và đêm ngày 23 tháng 11, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8. Sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động. Chiều tối và đêm cùng ngày, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động.